Sumoviet.vn bán nick icon rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, chào các bạn nha, ngày hôm nay cáo chín đuôi Lini Ala biến ảo khôn lường đến đây. Ôi, con Toro lại tránh ra. Rồi, vậy cái chương 1 vô đầu và lao vào cắn tới tấp AD. Và sau đó, thả đèn. Hôm nay là cuộc chiến giữa thả đèn và thả tim. Không biết là đứa nào thả ghê hơn thì các bạn cùng theo dõi nha. Một cuộc chiến có thể nói là cũng khá là cân kèo giữa Liliana và Veda. Veda thì được anh em yêu thích hơn, anh em cấm rất là nhiều. Nói chung là anh em dễ chơi. Bởi vì thả tim thì thả luôn. Còn thả đèn thì mình mất công lắp đèn rồi các kiểu tốn khá nhiều thời gian anh em ơi. Ok, thì mình có lợi thế một chút ăn rồng này. Nhưng ở phía dưới thì Omen bạn lại bị tập thể ấy. Cá đen Pinh chục lần đê ai ra. Sau đi nha, team mình 4 người đang ăn rồng mà cũng khá là xa. Mình thấy nhưng mình không đến được, mà đến cũng không rút được gì. Mà thấy bạn pinh đâu. Thế mà dám bảo pinh chục lần, hơi bị quá nha. Liliana mùa 19 khỏe hay không thì xin thông báo anh em, Lini mùa 19 khá là ok. Khi các bạn trang bị phù hiệu luyện kim UF thì có khả năng hack vàng. Hack vàng của Liliana. Con này tầm tay xa cấu rỉa tốt. Rồi có đồ thì sốc đam như sát thủ. Nên là khi anh em sử dụng cái phù hiệu luyện kim ý, anh em cấu rỉa tốt thì anh em sẽ tích vàng nhanh hơn. Và các bạn lớn nhanh hơn, có đồ sớm hơn thì anh em lết sớm hơn. Và lết sớm hơn là lại nha. Ui từ từ nha. Đợi hồi chiều cái đã. Ở chương 1 vẩy cái sang mình lướt chiều cuối lên. Rồi lướt chiều 2, chiều 1 đánh thường thả đèn. Ui, mỗi khi mình thả đèn bạn đấy lại cong mông chạy. Thế mới buồn. Chơi này. Ui con cá một đuôi nó dí kìa. Dám dí chị 5 đuôi và cáo 9 đuôi. Ui lại thả tim. Công nhận là team bạn ganh áp lực ghê. Cáo ganh tốt hơn Buster rồi. Nhưng mà đẩy được trụ là hơi khó nha. Về tí nha Guido ơi. Thật tốt bạn ơi. Ơ kìa. Ôi cô giáo sai. Con bò Toro sai. Nhưng mà quả này mình thả đèn hơi xa. Ok có lợi thế thôi nha. Ép lên luôn. Có mỗi AD cho bạn thôi. Dừng thì yếu máu rồi. Mít thì chết rồi. SP yếu máu rồi. Lấy trụ. Ok ngon rồi. Đấy đầu game mà team có fit một tí thì anh em cũng đừng mắng team nha. Team fit là do mình ganh chưa hiệu quả thôi. Mình phối hợp với team chưa tốt thôi. Thả đen nè. Trời ơi nhưng mà cô giáo chắc chắn là chạy rồi. Từ từ nha. Chưa vô đâu. Cấu diệt từ xa thôi. Chứ con cáo này thì anh em lúc anh em vào ấy là anh em phải xác định là anh em phải có thể sốc chết tướng địch thì anh em mới vô. Cái combo của cáo có hai kiểu, từ người sang cáo, từ cáo sang người. Từ người sang cáo là combo nói chung là an toàn, nhưng mà từ cáo sang người là combo đam sẽ rất là mạnh và cái đèn của anh em sẽ dễ trúng tướng địch nhưng khá là nguy hiểm, bởi vì sang người là mình không có chiêu cơ động đấy. Rất dễ bị tóm anh em ơi, mấy cái sang người thì không trâu bằng lúc ở hình cáo được. Chạy cũng chậm hơn ở lúc hình cáo. Rồi này, nên đa phần bây giờ mọi người combo dễ là cứ người sang cáo nha. Cứ cấu rỉa mệt, cấu kìa mỏi tay đi. Cấu rỉa kéo máu tướng địch ở trạng thái người đi. Đấy, anh chọn cái mục tiêu mình nào vô. Rất đơn giản anh em ơi, ui. Factor kìa, Factor thế không được nha. Ok thả đèn này. Ui khoảng tấn sát thương luôn. Bỏ Toro thì hết đường về là cái chắc rồi. Công nhận là trận này chị cáo Lini lại phải lo rồi. Ok và đồ của cáo, phù hiệu của cáo, trang bị của cáo, tất tật của cáo trong mùa 19 anh em theo dõi bên dưới nha.
Và nếu thấy video clip của Ngôi Việt thú vị thì anh em nhớ like clip, comment ký tự bất kỳ để lại dấu vết trên kênh của Ngôi Việt anh em ơi. Xem clip mà không like, không comment thì thực sự là hơi buồn đấy anh em ơi. Ok, và anh em nào chưa có click chơi game thì cũng nhớ lên shop moviet.vn ủng hộ Moviet. Kiếm click về chơi game, mua một click, tậu click, tặng bạn bè, tặng gấu, tặng cờ đớt, tặng đồng nghiệp, hay là giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp vô shop moviet.vn. Kiếm click chơi game nha. Và nhớ là chỉ cách vô nha em ơi. Cách vô shop đơn giản, gõ shop moviet.vn, nhìn rõ cái tên miền shop là shopmoviet.vn nha em ơi. Ui, cái thằng này 2.5 à? Ui ghê gắt chứ nhở. Hey, hai con trâu, trâu chúng ta đập lâu cũng chết đúng không? Các bạn thấy chưa? Game lại dễ rồi. Đồ thì nói chung là mình nên đồ kiểu đồ rất là bình thường, đồ rất là chuẩn nhưng mình thấy vẫn rất mạnh. Ở hiện tại thì rất nhiều anh em vẫn chơi cái phong cách cái gươm tận thế, thì mình thấy phong cách ấy vẫn rất mạnh. Nhưng mà hôm nay thì không chơi phong cách đó để chơi cho phong cách cũ. Phong cách cũ xem có mạnh hay không nha. Để lính cao đây anh em ơi, để lính cao để sát tà thần này. Hay, trận này đi next game mà team mình auto win rồi. Mà đánh tên tầm này lúc đầu team bị thọt tí, nhưng sau là lấy ra lợi thế thì lại dễ rồi. Lại dễ anh em ơi. Cũng bởi do là cô giáo bên kia thả team kém quá, không vàng thả đèn, thành ra là anh em ơi game quá dễ luôn. Hay, thịt trong các bếp, thả đèn nè. Ui, thả đèn chưa đến thì cô giáo đã ngất rồi. Hơi buồn. Chơi này, chuẩn bị chơi này. Ui, cấu diển nhẹ nhàng em ơi. Chạy hộ. Chơi luôn nhá. Ui cái này thì ngáo rồi. Quả góc lướt chiêu của mình ngáo anh em ơi. Đáng lẽ mình phải lướt về sau hẳn sau luôn, nhưng mà mình lướt vô cái chiêu cuối của cáo, thành ra anh em ơi. Hàng tấn sát thương thứ nhất, thứ hai là hình như vào đấy hình như chạm sát thương một trụ hay sao ấy. Ngu người luôn. Cái quả rất là ngáo ngơ. Ăn thạc mơ lên bảng đến số rồi. Chỉ ăn thạc thần anh em ơi. Ăn thạc thần sẽ tạc thần nha. Công nhận con Toro nó trâu thực sự anh em ơi, trâu thực sự luôn. Không có cô giáo thả đèn, à không có cáo thả đèn thì không ăn được đâu. Sự sát thương của CDK bây giờ chưa đủ. Rồi thả đèn, anh em thấy thả đèn chưa? Đấy, gần 3k sát thương phép. Đứa nào chịu đổi? Ui 2D này ngon thế nhở? Ngon thế kìa, ớ kìa. Đánh đi bạn ơi. Ui để hột chiêu luôn. Thôi để mình xử lý nha. Bạn này chắc hết đường về rồi. Nên mình biến sang người là mình choáng cho thì chạy làm sao được. Ok rồi này. Đẩy đi anh em ơi, đẩy đi. Ây, con bảo tàu đồ đúng trong bộ làm gì vậy? Bị dích rồi, chạy sao? Ui anh em thấy chưa? Nổ quả đèn luôn thì tấn sát thương. À hôm nay thì mình gọi cái quả đèn là quả cầu linh đạn nhé. Cái quả cầu linh đạn là quả đèn. Vì chơi trang phục đẹp thì thả đèn mà anh em ơi. Đó, thả đèn nồng đấy. Sao rừng không đi cùng team nhở? Quả này ép lên thì có khi thì mình lấy thêm một đường nữa này. À cái kiểu chiêu 2 đất về thì phải chạm vô tướng địch một tí nhá. Nghĩa là mình hoặc là mình đứng sát tướng địch thì mình đất về mình mới có thả đèn được. Chứ mà đứng xa như vừa rồi là không được. Kết quả mà mình chết ngáo ngơ đấy, mình cũng tính ngất. Nhưng mà kiểu ấn chiêu nhanh quá, ngáo nghe ơi. Ok, phun đồ nha. Cái đồ này kiểu đồ hồi phục. Tiếp bạn không có sát thủ đánh rất sướng. Còn nếu tiếp bạn có sát thủ thì anh em cái đồ cuối anh em nên cái quả cầu băng xương thì an toàn hơn. Ok. Chạy, đi đâu? Đồ thì các bạn phân tích trận đấu, các bạn lên đồ cơ thì nó mới mạnh nhất. Cái sát đồ cuối cùng ý.
Ok, có lẽ thì tôi cáo endgame đây. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.